chưa cho cháu mua ít nhá. Được rồi, rồi chú hôm nay cắt mà. Vâng, để cho cháu muốn mua bao nhiêu? Vâng. Chú bán bao nhiêu bọn cháu giả từng đấy chú ạ? À, các cháu muốn mua số lượng là bao nhiêu? Cháu mua độ 20 cân chú ơi. Ừ. Hôm nay mày bán cũng rẻ thôi mà. Vâng. Cái quả nó to mà nó ở dưới này. Ở trên nó ở làm trên sườn này đây này. Vâng. To thế. Chuyên nghiệp đi. Tao trồng dưa cùng với ông già đó từ bé.
là có cái quả dưa phải có chục con ốc rồi. Hả? Ô, ốc thích số 1. Anh cứ lấy quả dưa này. Mười nghìn rưỡi. Mười nghìn rưỡi anh. Nè năm nay ông kia đã gặp trúng quả 10.500 cân. Không nọ bán thì được. Để đây cắt hết được. Đây xanh sang bên này. Bên đấy để ấy xong tí mình lột sao chọn sao. Đâu? Bên này à? Đã đi nhà. Bên này khác đấy. Làm khác. Ở đây là đi làm thuê thôi. Đây để đây đây. Lốt luôn kia anh chiên ra kia mình em cắt lốt luôn kia. Đi. Mười nghìn cân mẹ, số bác Kiên bán hết may. Mười rưỡi, tám nghìn. Từ đây là hỏng. Đây luôn. Chuốt, chuốt. À vậy. Thôi bỏ quên. Mẹ cho nó mượn xe rùa, mình đéo nhớ là ai mượn thành ra hải kính. Mẹ nó đéo mang giả. Cái điện đòi. Sao mà đâu phải mẹ nó lắm tiền thế nó vẫn đi tập dân quân làm cái đéo gì. Đi ăn hết bao nhiêu vừa. Vâng. Của em mẹ bây giờ là dâu ra tận đường bê tông cái chế để ngon lên trong ngoái cái hà mà đóng cái hà toàn dung cái đường hết để cái hà rồi nó toàn cái to này chết nó mà nó quả đến này không cân.
này bà ấy chọn cho mấy quả kìa. Bà ấy chọn cho quả là dưa hai cũng được. Ở bên dưới chọn nó dễ. Không đi đâu dưa hai, ở đây chọn thu thì được. Mày có quả nào để em bé này chứ. Đây, mấy quả đây, đây, đây. Đây. Nhất Bắc Giang là nó đẹp nhất Bắc Giang. Cái phố ở đấy là cái này. Chưa làm đâu mà anh xếp hàng đi, đi cả ngoài chắc là gì nữa. Đẹp nhất khu này đấy. Đẹp sao? Hả? Đẹp nhất khu này đấy. Đúng, ông phải đẹp nhất Bắc Giang. Ngoài nhìn ra cứ đứng dưới được. Đấy, mấy nhà này quay có... Để nó xa xa ra một tí. Có giả tiền bản quen quá chứ, có mua tiền hình ảnh hoa chứ. Chỗ gì? Đây, đâu? Nhà ba quả đã đi biếu, nó biếu này. Có kéo vào đây. Đâu, nhưng quả đấy để lại đấy. Kéo đây. Nó non để lại đấy. Quả to đùng như này để lại. Non đấy. Non. Non. Ngọt. Sao đây? Sao đây? Mấy tấn kìa. Thế mà cái này mà... Để xếp vào. Những quả để lại mai lên mai mà nó lên 10. Đây đã cắt rồi đấy ạ. Vâng. Chưa. Đây mới cắt được. À. Hai đứa nhiều rồi. Đi nhà bọn em thì chết lên năm nay nhiều. Đây vào đây ôm rồi. Ôi, ôi. Quá nhỉ. À. Đây. 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 Mình ra đây ủng hộ, ra đây cất du lửa ở đây. Mấy quả gà, các bà gà thấy gần thích thì lãi gần đây. Wow, quả thế.
Nhưng họ 5 tấn mà. Cô ngồi em dưa cô ơi. Từ từ để lao ra chứ bà. Ê, cô có lối đi. Đi. Ngọt lắm cô. Ngọt này chú nhỉ? Ngọt lắm. Quá ngọt luôn. Bỏ khăn bỏ nón ra. Không, mà phải bỏ. Thôi. Người nông dân lại bỏ. Như này thì ai mà chê. Đây là mới được 3 luôn. Anh nhà hùng to lắm. Quyên có kéo nữa. Quyên có kéo nữa. Ở lồng xe ấy. Kéo lồng xe. Đang thật. Đây là lưới đéo. Gần đây thì dưa phát lên nhanh luôn. Thì ông cứ ôm đi chứ. Dạ thế, còn mẹ còn nhanh hơn đấy. Cạn. Mỡ. Kê này gọi là trước gõ chó là làm rút nhà nhà à? người rút tút hả vui để quay đấy vui đây thôi à bây giờ đi dùng dứa được chú ra chú đợi của cháu cái thì cháu xin được về đây về đi mặt dưa gò ơi. Tức là ý là ý là thu dưa được nhiều mà. Quay, lấy cái gì mà làm? Đá đi.
nhìn vợ em chê. Còn này nghe vẫn chưa được lắm nhỉ. Có đấy, còn em ạ. Hơn 4 cân rồi. Ai chà, ghê thật. Bao tiền này? 40.000 đây ạ. 40 hả? Đây. Chị nhá. Chị nhá. Cái đêm nhà thử luôn. Nó không tối được. Nói 10.000. Không. Không, bán 4, nói 10.000. Thôi. Cái đâu nhỉ? 10.000. Cái trong bà ba lấy đâu đấy. Cái mấy thành ừ. Con này. Đấy à, 3 cân, 30.000 đấy. Quẹt tàu, chị nè. Ôi, sao con đánh cái không được? Không phải thế nào? Sao lại có 2 con thỏ, là 1 con nữa rồi.
làm để ăn mất hai con thỏ của mình mà. Mình cho nó ăn thôi mình. Đóng cẩn thận. Mình phải đóng chắc lắm. Mình lại ra mày ăn thôi. Đóng chết thỏ của mình. Thank you.
Hả?